Xin chào anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Rất là xin lỗi anh em, video lần trước thì chúng tôi có set góc quay cũng như là set mic thu âm chưa được chuẩn, thế nên là cái âm nó hơi vang, thì chúng tôi đã cố gắng khắc phục ở trong video này. Và video này thì chúng ta hãy cùng nói đến một chiếc đồng hồ mà tôi tư vấn cho một người anh hay là một vị khách hàng mà anh ấy rất thích tính cổ điển. Và có thể nói là đây là một chiếc đồng hồ thế hệ mới, nhưng nó lưu giữ tất cả những cái DNA của bộ sưu tập từ khi mới được sản xuất cho đến ngày hôm nay. Và đó chính là chiếc đồng hồ Rolex Datejust 126-233. Và tại sao tôi nói như vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Người anh của tôi ấy, thì cũng có đặt ra cái đề bài là chú hãy tìm cho anh một chiếc đồng hồ Rolex Datejust thế hệ mới, bởi vì anh thích sử dụng cái cỗ máy thế hệ mới 70 giờ cót, nhưng mà nó phải lưu trữ đầy đủ tất cả, nó phải có cái DNA của bộ sưu tập Datejust từ ngày xưa ấy, kiểu như là càng lưu giữ nhiều thì càng tốt. Và đó là lý do vì sao tôi lại tư vấn cho anh ấy cái chiếc 126-233 này, đường mi vàng vàng này các bạn nhé. Lý do bởi vì sao? Bởi vì một chiếc Datejust thì nó sẽ có cái DNA, đó chính là một cái vành bezel, fruit bezel. Nó là một cái vành bezel khía, đó là DNA của Datejust. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một những cái mắt dây, cái bộ dây này thì chúng ta sẽ có những cái mối nối hay còn gọi là dây jubilee. Đó là những cái DNA từ thế hệ nguyên thủy và được sản xuất trải dài cho đến ngày hôm nay. Thoáng nhìn qua ấy, thì chúng ta sẽ thấy được là mà tại sao chiếc đồng hồ này lại là demi vàng vàng, là yellow champagne gold, vàng champagne, chứ không phải là một chiếc rose gold. Bởi vì rose gold là thế hệ vàng sau này đó, và tôi lựa chọn vàng champagne bởi vì là nó mang đầy đủ và nó là cái chất liệu vàng được sử dụng từ ngày trước, từ thuở sơ khai 1954 thì phải, 1954 đúng không, hay là 45 nhỉ, 1945, chính xác là 1945. Có thể là nếu như chúng ta không tìm hiểu sâu về chiếc đồng này thì chúng ta nhìn thoáng qua thì chúng ta sẽ thấy nó rất là nhiều điểm tương đồng với những chiếc đồng hồ cách đây khoảng 40 năm đến 50 năm đó. Tuy nhiên là với những người trong nghề như chúng tôi thì chúng tôi phát hiện ra từ dáng tay càng này, từ mối nối với lớp vỏ đồng hồ, hay là mặt số có những cái ký hiệu, thì chúng tôi mới biết đây là model 126-233, là một trong những cái model mới nhất của dòng Datejust. Thì cái model này còn điểm gì nữa để khiến cho chiếc đồng hồ nó có những cái điểm tương đồng với cái phiên bản, những cái phiên bản gọi là từ thời ông tổ ấy, đó chính là mặt số trắng. Các bạn nên nhớ một điều ấy, là ngày trước chỉ có hai màu mặt truyền thống được sử dụng làm mặt đồng hồ thôi các bạn nhé, đó là màu trắng và màu đen. Những cái màu sau này như là chocolate này, xanh navy, xanh lá, thậm chí là xanh lá của Rolex cũng là mãi về sau này, hay chocolate vân vân, thì nó là màu sau này. Đó, trước đây chỉ có màu trắng và màu đen, đó là hai mặt màu truyền thống trong chế tác mặt số đồng hồ. Đó, thì chiếc đồng hồ này nó là mặt số màu trắng, mặt số màu trắng các bạn ạ. Và các cọc số của nó không phải là cọc số kim cương mà là cọc số La Mã. Đó, nên là khi mà chúng ta nhìn thấy chiếc đồng này thì chúng ta mới có cảm giác là nó hơi cổ điển, nó hơi già một chút. Nhưng người anh của tôi thì lại muốn tìm một chiếc đồng hồ nó càng giống, nó càng mang tính chất nguyên bản, càng nhiều càng tốt. Đó là lý do tại sao tôi lại tư vấn chiếc đồng hồ này. Đó là ngoại hình thôi, nhưng cỗ máy ở bên trong của chiếc đồng hồ nó vẫn được sử dụng cỗ máy 3235 thế hệ mới, với hàng loạt cải tiến này, dây tóc xanh này, 70 giờ cót này. Nói chung là đeo cái cỗ máy mới này thì rất là thuận lợi, chúng ta có thể đeo một ngày nó lên đầy cót và 3 ngày sau chúng ta có thể bỏ ra, và đến ngày thứ tư chúng ta đeo lại thì nó vẫn hoạt động, tính chính xác rất là cao. Tuy nhiên có một điều mà tôi sẽ nói mà ít người dám nói ra, đó chính là cảm nhận và đánh giá của tôi về cái cỗ máy 3235 này so với cái thế hệ trước là 3135 thì nó không bền bỉ bằng. Có thể là các bạn sẽ khó tìm thấy một video nào mà
mà anh em ở Việt Nam dám review cái cỗ máy này không tốt của cỗ máy trước đúng không ạ? Nhưng cá nhân tôi, bởi vì là tôi đã đưa vào hãng service khá là nhiều, thế nên là tôi có nhận định rằng cái thế hệ đầu 32 này nó không bền bỉ, nó không cứng cáp và chắc chắn như thế hệ 31 thế hệ trước các bạn ạ. Đó, tuy nhiên là chúng ta sẽ được một số ưu điểm mà lớn nhất đó chính là thời lượng cót như tôi vừa đề cập ở phía bên trên. Chúng ta sẽ có một cái khóa nữa các bạn nhé. Khi mà sử dụng cái phiên bản tiền thế hệ mới này, chúng ta sẽ có một cái khóa mà tôi gọi nó là khóa hộp. Chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta bật nó ra này và chúng ta đeo lên cổ tay. Cái cảm giác đeo tất nhiên là nó sẽ so với những cái thế hệ trước và thế hệ 5 số thì nó sẽ chắc chắn và cứng cáp hơn, bởi vì những cái mắt mối nối dây này nó đều được làm đặc. Đó, đeo lên thì rất là chắc chắn. Và chúng ta khi chúng ta lắc cổ tay này, nó vẫn có tiếng kêu nhưng mà nó không quá lớn, nhưng nó vẫn sẽ có tiếng kêu các bạn ạ. Đặc trưng của máy 32 nó là như vậy. Đó. Tính chính xác thì rất là cao, cộng trừ 2 giây một ngày thôi. Với cổ tay của tôi thì là cổ tay dạng tròn. Chu vi là khoảng 17 cm, thì tôi đeo chiếc đồng hồ 36 này lên. Theo cảm nhận của tôi thì thấy khá là vừa ạ. 41 thì nó hơi to và khỏe hơn một chút, nhưng nếu mà tôi để đeo một chiếc đồng hồ thì tôi cũng thích chọn size truyền thống, đó là size 36. Và đây cũng là cuối video này rồi. Nếu như các bạn có thắc mắc gì về dòng Rolex Dangerous hay là những bộ sưu tập khác của Rolex thì đừng ngần ngại comment ở phía dưới video này các bạn nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng ngần ngại một share, một like hay là follow kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.